Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh vừa ban hành quyết định hỗ trợ 15 kg gạo một nhân khẩu cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ nguồn phân bổ 1.630,635 tấn gạo của chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định hỗ trợ cho 108.709 người dân gặp khó khăn do Covid-19 tại các quận huyện, mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 15 kg gạo. Cụ thể, quận Hải Châu được cấp 131,985 tấn gạo